chào các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục Biên phòng toàn dân kỳ này, sau phần tin phản ánh những hoạt động nổi bật của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh trong thời gian qua, xin kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự Bộ đội biên phòng Thanh Hóa nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống IUU và phòng chống ma túy cho hơn 200 bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Tại hội nghị, các báo cáo viên của lực lượng Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền về luật biển Việt Nam, quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Quy định của luật thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU. Tuyên truyền vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát tàu cá đảm bảo theo đúng quy định. Tuyên truyền phổ biến về những nhận thức cơ bản về ma túy, tác hại của ma túy gây ra đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội, làm rõ các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người khác sử dụng ma túy, cũng như một số biện pháp phòng chống ma túy trong cộng đồng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã trao 10 suất quà cho các chủ phương tiện có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và hướng dẫn soạn bài giảng điện tử, tập huấn quay phim, chụp ảnh, viết tin, bài tuyên truyền năm 2023. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi lần này cơ bản bài giảng được chuẩn bị đúng quy cách, đúng đủ nội dung theo quy chế của Tổng cục Chính trị và có sự vận dụng sát với thực tiễn của đơn vị. Nhiều đồng chí đã có sự đầu tư, tìm tòi tư liệu hình ảnh, làm phong phú thêm nội dung bài giảng. Phần lớn bài giảng được chuẩn bị kỹ, trình bày khoa học, 100% bài giảng đã được trình chiếu. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh đã tích cực tận dụng thời gian, tổ chức nghiên cứu, ôn luyện, rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử. Đặc biệt, phần thực hành giảng bài, nhiều đồng chí có tác phong chứng trạng, khả năng truyền đạt phương pháp sư phạm tốt, liên hệ vận dụng sát với thực tiễn, góp phần làm cho bài giảng có sức thuyết phục cao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trao giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho 16 đồng chí có thành tích cao trong hội thi. Cũng trong đợt này, Bộ Chỉ huy đã tổ chức tập huấn hướng dẫn soạn bài giảng điện tử, quay phim, chụp ảnh, viết tin, bài, trang bị kiến thức truyền thông cho các thí sinh nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về chống khai thác IUU năm 2023. Trong các ngày từ 18 đến 26 tháng 3, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyến biển tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý tàu cá vi phạm. Tổ công tác đã phối hợp với các đồn biên phòng Hoàng Trường, Sầm Sơn và Hải Hòa kiểm soát xuất nhập bến. Qua kiểm tra tàu cá tại các cảng, cơ bản các chủ phương tiện đều chấp hành tốt các quy định, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, các thủ tục giấy tờ xuất bến. Tiến hành tuần tra kiểm soát trên biển, tổ công tác và lực lượng phối hợp đã phát hiện 3 phương tiện tàu cá vi phạm các lỗi như thiếu bảo hiểm thân vỏ, nhật ký khai thác thủy sản, tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị, không làm thủ tục xuất nhập bến theo quy định, thiếu bảo hiểm thuyền viên, không có nhật ký khai thác thủy sản, thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, sử dụng dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, giao cho các đồn biên phòng xử lý đúng quy định của pháp luật. Kính thưa các đồng chí và các bạn, hoạt động khai thác đánh bắt hải sản tại các vùng biển giáp danh của ngư dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã giảm mạnh. Có được kết quả này phải kể đến những nỗ lực của các đơn vị biên phòng tuyến biển trong việc triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, giữ gìn an ninh trật tự biển đảo của Tổ quốc. Đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Lên từng tàu, tuyên truyền, kiểm tra mức độ an toàn của tàu thuyền, tình trạng trang thiết bị thông tin liên lạc, ngư lưới, cụ đánh cá và nhân thân của ngư dân trước khi xuất và cập bến, thực hiện cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là những việc làm thường xuyên của cán bộ các đồn biên phòng tuyến biển tỉnh Thanh Hóa để chung tay phòng chống IUU theo chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con nắm rõ được những cái quy định về IUU, về khai thác chống đánh bắt cá bất hợp pháp của IUU đấy.
thì bà con đầu tiên là nhiều khi là cũng không có những người là họ không hiểu được hết cái nội dung, vì là cái này là nó cũng là một cái quy định mới đối với lại bà con, cho nên là nhiều khi bà con cũng không thể nắm rõ được. Sau một thời gian tập thể anh em trạm chúng tôi tuyên truyền và vận động thì bà con cũng đã nắm rõ và cũng đã không còn khai thác sang cái vùng biển nước ngoài. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến hết tháng 2 năm 2023, Thanh Hóa có hơn 6.500 tàu cá khai thác hải sản, trong đó có 1.166 tàu khai thác hải sản xa bờ. Các cơ quan chức năng đã cập nhật thông tin dữ liệu của 2.751 tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.125 trên 1.166 tàu cá hoạt động vùng khơi, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 1.061 trên 1.166 tàu, cấp giấy phép khai thác hải sản cho gần 1.800 trên tổng số hơn 2.100 tàu. Hiện nay còn một số tàu cá chưa ghi hoặc ghi chưa đầy đủ nhật ký khai thác hải sản, không thông báo trước 1 giờ cập rời cảng theo quy định. Một số tàu cá trên 15 mét không vào cảng cá chỉ định, bốc rỡ sản phẩm, hàng hóa và chưa duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Còn 41 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, chủ yếu là ở thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Biên phòng anh em lãnh đạo tuyên truyền là được không được làm vùng quá độ theo quy định của nhà nước đề ra, thì anh em bây giờ chỉ làm cả đoàn tàu của quê em đó, thì nếu như đi làm thì nói chung là chỉ làm chỉ trường hợp là cái vùng ở trong khoanh vùng của biển, vùng biển Việt Nam, không được làm vùng quá độ đấy. Thì thường thường anh em là làm từ, nếu như đánh thì anh em chỉ đánh từ biên 18 đi hắc xuống thôi. Hiện tại các địa phương ven biển, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban quản lý cảng cá tổ chức nhiều chuyến tuần tra chung về chống khai thác IUU và phối hợp xử lý tốt các trường hợp vi phạm. Trong tháng 2 năm 2023, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch trên biển đã kiểm tra xử lý 13 tàu cá, tổng số tiền phạt hơn 93 triệu đồng. Chúng tôi tập trung vào cái nhóm các chủ phương tiện mà thường xuyên đánh bắt xa bờ và chủ phương tiện và những người thuyền trưởng. Đây, thứ nhất, thứ hai là chúng tôi thực hiện cái mô hình tổ giám sát cộng đồng. Chúng tôi sẽ mời những trường hợp gia đình và những người chủ phương tiện lên cùng với cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hoàng Trường tổ chức giám sát quá trình hoạt động và khai thác đánh bắt trên biển. Nếu có vi phạm hoặc là các cái hoạt động mà tiềm ẩn vi phạm, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo nhắc nhở thông qua cái VMS. Và hiện nay thì qua quá trình giám sát thì chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở kịp thời và đã không có cái vi phạm xảy ra. Là chúng tôi tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp, cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý đội tàu, đấy như là phân loại thống kê các loại tàu cá, rồi hoàn thành cái việc đăng ký, đăng kiểm, rồi lắp thiết bị VMS, cũng như là 100% các cái tàu thuyền khi ra vào cửa sông cửa lạch, các cảng cá đều được kiểm soát 100% một cách chặt chẽ, và đồng thời là triển khai các biện pháp để giám sát các cái đầu tàu thuyền có nguy cơ vi phạm cái vùng biển nước ngoài theo cái quy định. Cái vấn đề thứ tư là chúng tôi triển khai thực hiện các biện pháp thực thi pháp luật, như là phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là mở được các đợt cao điểm đấy, về cái tuần tra kiểm soát và xử lý 100% tàu cá vi phạm. Được biết, chỉ trong đợt cao điểm giao quân phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, lực lượng biên phòng tuyến biển của tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức hàng trăm buổi ra quân tuyên truyền, kiểm tra các tàu thuyền hoạt động đánh bắt xa bờ. Hoạt động này góp phần thay đổi nhận thức khai thác hải sản của ngư dân, từng bước tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành khai thác thủy sản của Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng bà con ngư dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyên mục Biên phòng Toàn dân hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.